Mặc cho trời mưa lớn, đêm khai mạc liên hoan kịch nói toàn quốc năm 2024 đã diễn ra theo đúng kế hoạch, với hàng nghìn khán giả đã có mặt để cổ vũ động viên cho tập thể nghệ sĩ của nhà hát Tuổi Trẻ, diễn ra vào 21 giờ ngày 11 tháng 6 năm 2024. Đêm diễn mở màn cho liên hoan kịch nói toàn quốc đã khép lại với sự thành công rất tốt đẹp. Hãy cùng bản tin 6 giờ của nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc hòa mình vào dòng khán giả sôi động, nhiệt tình của Thái Nguyên đêm qua. Kịp thời đưa ra những phương thức phản ứng mới và tìm các giải pháp khắc phục những tồn tại.
thúc đẩy nghệ thuật kịch nói phát triển phù hợp với thực tế của đời sống xã hội, đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của nhân dân cả nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhà quốc tế. Kính thưa quý vị đại biểu, sân khấu kịch nói là một trong những loại hình nghệ thuật không thể thiếu được trong đời sống tinh thần của nhân dân. Trong nhiều năm qua, cùng với sự nỗ lực sáng tạo của những nghệ sĩ diễn viên kịch nói trong cả nước, đã góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển của ngành nghệ thuật diễn nói chung và nghệ thuật kịch nói nói riêng. Liên hoan lần này quy tụ gần 1.000 nghệ sĩ diễn viên của 19 đơn vị nghệ thuật kịch nói chuyên nghiệp trong và ngoài công lập đủ điều kiện tham gia. Liên hoan sẽ diễn ra từ ngày